Mọi người, cảm ơn mọi người đã cùng bớt chút thời gian quay trở lại với kênh An Thái Auto. Trong video hôm nay em đang gửi tới mọi người sản phẩm, đó chính là đôi giảm xóc trước của Corolla Atit máy 2.0 đời 2013. Sản phẩm được sản xuất tại Thái Lan. Đây, đây là vỏ hộp của nó anh em nhé. Em phải bỏ ra trước bởi vì nó khá là lặng khi mà có thể quay cho anh em nhìn. Đây là hàng xịn đấy ạ. Đây, anh em cùng nhìn nhé. Đây. Với cái đây là cái giảm xóc trước này. Đây. Anh em nhìn thấy không? Đây. Cái mã phụ tùng của nó thì đối với cái hàng xịn thì nó dập vào đây, anh em nhìn thấy không? Đây, Toyota này, cái mã hàng đây, mã phụ tùng đây. Cái hai cái chỗ này là để chúng ta bắt vào, bắt giảm xóc vào cái phía gầm xe. Với cái bộ sản phẩm được sản xuất tại Thái Lan này thì anh em có thể nhìn này, rất là chắc chắn từ các cái phần phía trên, như bọn em hay gọi là ti đấy, thì nó là mã inox rất sắc, rất sáng. Đây, các cái phần thép, sắt thép của nó này, các cái mối hàn của nó chuẩn luôn, đảm bảo độ chắc chắn cho chiếc giảm xóc. Rồi, vừa rồi thì em có giới thiệu sơ qua tới mọi người hình ảnh tổng quan của bộ giảm xóc trước của Toyota Atit 2013. Anh em có nhu cầu tìm hiểu, hỗ trợ tư vấn về sản phẩm thì liên hệ Zalo với em theo số 076 9086 333, hỗ trợ kiểm tra lắp đặt thay thế tại gara ô tô BMT số 1 ngõ 319 Tam Trinh. Số liên hệ là 0856727222. Em xin cảm ơn, hẹn gặp lại mọi người những video kế tiếp. Em xin chào.